Cuộc sống của Tuyến thì chắc 90% để dành cho công việc, mà công việc cụ thể ở đây là phim ảnh. Còn nếu tính đến thời điểm này thì Kim Tuyến dành 100% cho Thiên Đường. Ngoài những dự án phim truyền hình Tuyến tham gia thì trong vài năm gần đây thì Tuyến cũng có được 4 phim điện ảnh ra mắt khán giả, và có thể đây là phim điện ảnh thứ 5. Thì đối với Kim Tuyến thì dù là điện ảnh hay là truyền hình, Kim Tuyến cũng làm hết sức mình, làm sao mà tốt nhất có thể cái vai diễn của mình nó chân thật nhất mang đến khán giả. Có thể nói là cái bộ phim mà phát sóng gần đây nhất và đó cũng là bộ phim mà Tuyến cảm thấy ấn tượng nhất, đó là phim vai Ba Trang trong bộ phim Mộng Phượng Hoa. Đó là một cái vai diễn gần như là trái ngược hoàn toàn với vai Kelly trong phim Thiên Đường mà chuẩn bị bấm máy. Bởi vì là Ba Trang là một cô gái khá là nội tâm và nhiều cái cuộc đời rất là uẩn khúc và luôn bị dồn nén bởi vì về chế độ lúc đó thì trọng nam khinh nữ, nhưng mà Kelly thời nay là đại trưng cho một đại diện cho một cô gái hiện đại, là một VJ luôn thể hiện cá tính của mình, luôn hướng đến cái việc là phụ nữ phải luôn biết trân trọng và yêu quý bản thân. Thật sự ra là bí quyết thì chắc là không có đâu, mà có thể nói là khi nhận kịch bản, khi mà mình yêu cái nhân vật của mình ở trong kịch bản đó thì chắc chắn cái tình yêu đó nó sẽ dẫn dắt mình sẽ phải làm gì cho nhân vật của mình. Giống như khi mình yêu một người thì mình sẽ biết cách như thế nào để làm cho người đó vui, biết cách như thế nào người đó làm cho người đó thích, mình sẽ biết người đó thích ăn cái gì, thích đi đâu. Thì đối với một vai diễn cũng vậy, một nhân vật cũng vậy, khi Tuyến đã yêu nhân vật rồi thì Tuyến sẽ biết được cái nhân vật đó sẽ có những thói quen gì, những cái hành động gì, những cái thái độ gì sẽ làm cho nhân vật đó hay và có thể kết nối được với những cái nhân vật khác. Các đạo diễn thường tin tưởng ở Kim Tuyến những vai nội tâm hơn, bởi vì là mọi người tiếp xúc với Kim Tuyến bên ngoài thì thấy Kim Tuyến một cái vẻ gì đó ít nói và không có chia sẻ nhiều với mọi người. Nhưng mà thật sự đó là một phần thôi, mà thật sự bên trong Kim Tuyến là một cô gái khá là mạnh mẽ, bản lĩnh và có một suy nghĩ rất là thoáng, suy nghĩ và rất là đơn giản nữa. Kim Tuyến trân trọng giá trị của cuộc sống, từng giây từng phút trong cuộc sống, đó là những cái điều mà giá trị nhất mà Kim Tuyến quan tâm đến. Chưa hẳn đó là tương lai đâu, đối với Tuyến hiện tại là quan trọng nhất.